Trong lúc này thì các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vẫn đang tiếp tục được điều tra để có thể làm rõ những sai phạm. Và cụ thể thì trong trưa ngày 7 tháng 3, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã bị lực lượng chức năng khám xét để làm rõ các hành vi sai phạm của cá nhân có liên quan đang làm việc tại đây và nhất là có hay không tình trạng thông đồng để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới. Vâng, và cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị khán giả, đó chính là trước đó thì các phóng viên của chúng tôi cũng đã có mặt tại trung tâm đăng kiểm này và ghi nhận tình trạng người dân phải chờ đợi nhiều ngày để thực hiện việc đăng kiểm. Tình trạng chen lấn, lộn xộn đã xảy ra tại đây. Tại trung tâm đăng kiểm 2903V nằm trên địa bàn quận Đống Đa, hàng loạt xe ô tô phải xếp hàng dài cả cây số. Nhiều phương tiện phải xếp hàng đến ngày thứ hai vẫn chưa đến lượt. Bên chỗ trạm bên Long Biên này thì mấy trạm nghỉ rồi. Dự kiến là chắc phải ngày mai mới xong được, 3 ngày. Người không đặt quá không có số, nhưng mà mình chỉ có xếp hàng không đến đầu trong đăng kiểm thì mình có số để vào thôi. Tôi phải từ sáng qua xếp hàng ở đây rồi, cả đêm hôm qua. Sáng nay bây giờ không biết có đến lượt đăng kiểm được hay không. Nói chung nó có mệt mỏi, ai chẳng mệt mỏi, cứ ngồi chờ đợi trong đến lượt thì lại nhích lên được mấy mét. Bản thân ảnh hưởng cả gia đình, tôi là kiếm ăn qua từng ngày đúng không? Ví dụ ngày hôm nay tôi có 300-400 về là phải đưa cho vợ để chuẩn bị sinh hoạt đúng không? Chẳng hạn thế, ngày hôm nay kiếm tử tế sinh hoạt cho ngày mai đúng không? Hôm nay phải chờ về mới có bữa tối, nên nằm như thế này là chết. Mình, bản thân mình ảnh hưởng, con người ngoài đây này, anh thấy không? Giờ cao điểm chỗ này tắc luôn. Xếp hàng quá lâu, quá mệt mỏi nên tình trạng chen lấn vẫn thường xuyên xảy ra. Anh không biết được một mấy chục xe của chúng tôi xếp nốt từ 3 giờ sáng. Xuống rồi cây sáng cũng tít dưới kia. Từ cây sáng dưới kia cơ mà, sao các anh nghe đây được. Nhiều chủ xe thì mòn mỏi xếp hàng chờ đợi để được đăng kiểm. Nhưng dù đã tới cổng để chuẩn bị đến lượt đăng kiểm, thì lại phải chen nhau giữa những người xếp hàng với những người đặt lịch hẹn qua app như thế này. Cậu vừa đến xong, xong các ông bảo mẹ hôm nay với các số bao nhiêu. Mình có cái điều tiết như thế nào đấy để mà hài hòa với cái việc mà người ta xếp hàng tới tận từ 5 giờ sáng, rồi những người đăng ký online xong bây giờ đi ngược chiều họ đang chen nhau ở ngoài kia, ầm ĩ ở ngoài kia ấy. Anh đang bố trí người ra ngoài đấy giải quyết thôi nhá. Thế là người ta sẽ có giải pháp là để mà giải pháp thì người ta sẽ linh hoạt theo tùy tình huống thôi. Nhưng mà hiện nay ở ngoài kia thì nó đang kiểu lộn xộn như ở lộn xộn thì anh đang bố trí người ra để bố trí mà, nhưng mà vì lượng người có hạn thì theo tính toán, mỗi dây chuyền kiểm định năng suất đạt khoảng 60 xe một ngày. Như vậy, với số dây chuyền hiện có, mỗi ngày Hà Nội chỉ kiểm định được hơn 1.100 xe. Một tháng kiểm định được hơn 30.000 xe. Trong khi đó, số xe đến hạn đăng kiểm trong tháng này tại Hà Nội là hơn 75.000 chiếc, chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của người dân. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến câu chuyện về đăng kiểm trong thời gian gần đây, đến thời điểm này trong số 31 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội thì chỉ còn 8 đơn vị đăng kiểm còn phục vụ kiểm định xe cơ giới. Như vậy, trong tổng số 281 trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc, hiện có 61 đơn vị tạm dừng hoạt động, bao gồm 53 đơn vị bị điều tra, 8 đơn vị dừng do không đáp ứng điều kiện hoạt động như là thiếu đăng kiểm viên, phòng cháy chữa cháy, hết hạn thuê đất, bảo dưỡng thiết bị. Cụ thể, 8 trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động là trung tâm đăng kiểm 2903V quận Cầu Giấy, trung tâm 2916D quận Long Biên, trung tâm 2911D quận Chương Mỹ, trung tâm 2901V và trung tâm 2906V quận Thanh Trì, trung tâm 2904V đường Bắc Thăng Long quận Mê Linh, trung tâm 2908D quận Hoài Đức, trung tâm 2913D xã Nguyên Khê quận Đông Anh. Được biết, vào ngày 6 tháng 3, trung tâm đăng kiểm 2932D, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai và trung tâm 2922D, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng đã bị dừng hoạt động do bị cơ quan công an điều tra, làm rõ vi phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới. Tình trạng ùn tắc lộn xộn ở những trung tâm đăng kiểm thì diễn ra ở cả thành phố Hồ Chí Minh, khi mà tại đây thì đến nay chỉ còn có 10 trên 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động. Số lượng đăng kiểm viên là 93 người, trong khi nhu cầu đăng kiểm xe hàng ngày lên tới 1.300 xe. Tình trạng ùn ứ lại tái diễn và dự đoán là sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều tháng tới. Trung tâm đăng kiểm 5003S này thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Dù chỉ mới 9 giờ sáng nhưng đã có hàng chục phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài như thế này để đợi đến lượt kiểm định. Nhiều tài xế đã đến đây từ sáng sớm nhưng đến hiện tại vẫn chưa đến lượt được kiểm định. Sáng nay là em đi một chỗ đăng kiểm rồi bên quận 11.
thì nó bảo vệ nó đuổi qua đây, nó đuổi đi, nó không cho đăng kiểm. Thì em chạy qua đây xếp hàng từ đâu 7 rưỡi sáng giờ đến giờ. Là nhích từ ngoài thôi. À, thì hôm qua có liên hệ chỗ với quận 9 với quận 2, nhưng mà bên quận 2 thì xe container đông lắm, cho nên là mình quyết định ghé đây. Nhưng mà đến từ lúc 5:40 thì sắp sau xe cũng 5-60 chiếc. Sáng thì tôi đi đến đây là khoảng 7 giờ. À, bây giờ thì cũng 10:20 giờ. Thế thì thực sự là cái ở đây thì rất là trật tự, sắp xếp, nhưng mà so với cái thời gian trước thì thời gian chờ quá lâu, quá lâu, mất thời gian mà nắng chưa. Thế thì cái này thực sự ra là không biết là cách giải quyết sau này như thế nào, chứ bây giờ thì anh em chúng tôi cảm thấy là khá mệt mỏi. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trung bình có khoảng 1.400 phương tiện đăng kiểm trong ngày. Dù chưa vượt quá công suất của các trung tâm đăng kiểm đang còn hoạt động, tuy nhiên do lượng phương tiện những ngày qua có chiều hướng gia tăng, nên 3 trạm đăng kiểm thuộc sở đã tăng cường hoạt động đến gần 20 giờ mỗi ngày. Còn hiện nay thì về phía đơn vị thì vẫn hoạt động hết công suất, nghĩa là nhân viên là vẫn là làm việc đầy đủ và cố gắng là giải quyết phương tiện nhanh nhất cho chủ phương tiện để khỏi phải chờ đợi. Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 10 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với 23 chuyển kiểm định và 93 đăng kiểm viên, trong khi lưu lượng đăng kiểm đang tăng lên. Dự kiến đến tháng 4 có khoảng 80.000 phương tiện cần đăng kiểm. Hiện nay với số lượng đăng kiểm viên ít nhưng lưu lượng xe cần đăng kiểm ngày càng tăng, bài toán bổ sung nguồn nhân lực đang chưa có lời giải. Đối với con người, đối với nhân lực thì không thể chuẩn bị một sớm một chiều được. Tại vì đây là những kỹ sư ô tô được đào tạo chuyên nghiệp và phải đi tập sự một năm mới thành đăng kiểm viên được. Chúng tôi đang cố gắng động viên anh em làm hết sức của mình, hết thời gian của mình. Nhưng chúng tôi cũng e rằng công việc này nó không thể kéo dài được. Từ vì sức khỏe con người nó cũng có giới hạn và tâm lý của con người nó cũng giới hạn. Theo tính toán của Cục Đăng Kiểm, trước tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên và dây chuyền đăng kiểm, hiện nay, các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ đáp ứng được khoảng 53% nhu cầu của người dân. Nguy cơ đứt gãy hệ thống đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 năm 2023 này.